Quý vị và các bạn đang quay trở lại với đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012, cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mayquy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jazz. Quý vị và các bạn thân mến, cả 8 gương mặt tiếng hát truyền hình 2012 sẽ xuất hiện trong các chương trình định kỳ dành riêng cho câu lạc bộ tiếng hát truyền hình, được phát sóng 2 lần mỗi tháng vào 16 giờ thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba trên sóng HTV7. Và 8 gương mặt này cũng sẽ là những nhân vật chính của một đêm nhạc rất là đặc biệt, rất tưng bừng dành riêng cho giới trẻ. Chương trình này dự kiến sẽ được diễn ra vào cuối tháng 11 này tại Nhà văn hóa thanh niên với vé mời miễn phí. Và nếu quý vị quan tâm thì hãy thường xuyên theo dõi trên trang web chính thức của cuộc thi, đó là www.tienghattruyenhinh.tphcm.com để biết chính xác thời gian diễn ra cũng như là cách thức nhận được vé mời. Vâng ạ, một đêm diễn hết sức là thú vị và đầy sôi nổi, các bạn hãy cùng đón xem nhé. Và thưa quý vị, cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 với những thay đổi mới mẻ đã nhận được những đánh giá tốt đẹp từ giới chuyên môn. Và sau đây xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh lên có đôi lời nhận định về cuộc thi năm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bạn thí sinh thân mến. Trước hết, xin cho phép tôi được thay mặt Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh xin nhiệt liệt chúc mừng cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 đến giờ phút này thật sự đã thành công rất tốt đẹp. Trước hết, tôi thật sự vui mừng là ban tổ chức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã lấy lại tên gọi tiếng hát truyền hình. Đó là một điều hết sức đúng đắn, bởi vì đối với tôi dù sao đi nữa, ngôi sao tiếng hát truyền hình nó vẫn mang cái màu sắc thị trường. Còn ở đây rõ ràng là một cuộc thi đứng đắn, một cuộc thi mang tính chính thống, mang tính truyền thống của đài. Đối với các em thí sinh năm nay, chúng tôi thật sự khâm phục là vì các em đã xuất phát từ khoa thanh nhạc của các học viện và nhạc viện danh tiếng của đất nước chúng ta. Đặc biệt là các em đã hát 3 dòng nhạc mà theo tôi 8 em thí sinh là đều đã đạt được hiệu quả rất tốt. 3 dòng nhạc ấy là truyền thống cách mạng, là dòng âm nhạc dân gian dân tộc và âm nhạc trẻ. Thật sự đã chinh phục được nhiều tình cảm của công chúng, của quý vị khán thính giả. Và đặc biệt chúng tôi cũng trân trọng, bày tỏ lòng kính trọng hết sức sâu sắc đối với quý vị khán thính giả. Bởi vì khi tôi làm giám khảo thì tôi chỉ nhìn sân khấu thôi, nhưng ở nhà xem truyền hình và ở đây thì tôi nhìn xuống quý vị khán thính giả của đài. Tôi cho rằng những người có tri thức nghệ thuật rất sâu sắc, rất am tường âm nhạc và đồng thời thật sự thích thú cuộc thi này. Và rõ ràng cuộc thi đã để lại một ấn tượng hết sức tốt đẹp, và chúng tôi mong rằng là Đài Truyền hình Thành phố thân yêu của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy thắng lợi này. Và như ban tổ chức đã thông báo rồi đây, công chúng còn có dịp giao lưu gặp gỡ các bạn, và đây là những viên ngọc quý xuất phát từ tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Vâng, kính thưa quý vị, và chỉ còn một phút nữa thôi thì tổng đài bình chọn 8483 sẽ được đóng lại, và chúng ta sẽ biết được thí sinh nào là thí sinh được bình chọn, được yêu thích nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Và một phút đó đã trôi qua rồi. Ngay bây giờ đây thì tổng đài bình chọn đã chính thức khép lại, và trước khi tìm ra thí sinh nào được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012, thì Thanh Ngọc xin thay mặt những người tổ chức chương trình xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã bình chọn cho 4 thí sinh và đã góp phần tìm ra thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi này bằng cách sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị khán giả may mắn được nhận những món quà đặc biệt của chúng tôi, đó chính là một giải thưởng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Bây giờ xin mời Hạ Trâm ạ.
Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra hai vị khán giả may mắn để nhận được những giải thưởng rất hấp dẫn từ chương trình. Xin mời. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0915475454. Xin được nhắc lại 0915475454. Và bây giờ sẽ là vị khán giả may mắn tiếp theo. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0936162162. Xin được nhắc lại 0936162162. Một lần nữa xin được chúc mừng chủ nhân của hai số điện thoại trên và vui lòng hãy liên lạc đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 0838222517 để xác nhận số điện thoại và nhận những món quà may mắn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Hạ Trâm và một lần nữa chúc mừng hai vị khán giả may mắn đã đồng hành với chúng tôi trong cuộc thi này. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại bốn thí sinh góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 để cùng lắng nghe kết quả và công bố giải thưởng. Xin mời các bạn. Vâng. Vâng, và kính thưa quý vị, giây phút hồi hộp đã rất gần kề rồi. Đầu tiên sẽ là giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Thưa quý vị, với tổng số phiếu bình chọn chiếm 27,30%, thí sinh được yêu thích nhất tiếng hát truyền hình 2012 đã thuộc về. Mời quý vị cùng hướng lên màn hình ạ. Xin chúc mừng thí sinh Ijalin Ajun, mã số 04. Và xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc, trưởng ban tổ chức cuộc thi lên trao giải thí sinh được yêu thích nhất cho Ijalin Ajun. Giải thí sinh được yêu thích nhất tiếng hát truyền hình 2012. Và xin cảm ơn ông Phan Hồng Sơn. Và kính thưa quý vị, bây giờ là giải 4 của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Kính mời giám khảo Lưu Thiên Hương lên sân khấu để công bố và trao giải cho thí sinh đạt giải 4 của năm nay. Kính thưa quý vị, thí sinh đạt giải tư của năm nay có số điểm như sau. Từ giám khảo Lưu Thiên Hương 19,50. Từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,80. Từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 19,70. Từ nghệ sĩ Việt Anh 19,70. Điểm trung bình là 19,68. Và thí sinh đó chính là... thí sinh đạt giải tư tiếng hát truyền hình 2012. Thí sinh có số báo danh 08 Lê Quang Huy. Xin được chúc mừng Lê Quang Huy. Và xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương Hoa, đại diện ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải tư cho thí sinh Lê Quang Huy, mã số 08. Kính thưa quý vị, thí sinh đoạt giải tư của chúng ta sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền mặt, một phiếu sử dụng dịch vụ sản phẩm trị giá 10 triệu đồng tại cơ sở Beauty and Spa. Một lần nữa xin được chúc mừng Lê Quang Huy, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Phương Hoa và giám khảo Lưu Thiên Hương. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta đã biết được người bạn đạt được giải tư của cuộc thi năm nay. Còn bây giờ sẽ là thí sinh đạt giải ba của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Xin được kính mời giám khảo Việt Anh lên công bố thí sinh đạt giải. Thí sinh đạt giải ba đã nhận được 19,60 từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 19,80 từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 19,70 từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam và 19,80 từ nhạc sĩ Việt Anh, với tổng số điểm trung bình đó là 19,73 điểm.
Và sau đây, thí sinh đoạt giải 3 có số báo danh là 06, Trần Tuấn Hòa. Và xin chúc mừng Trần Tuấn Hòa. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh lên trao giải 3 cho Trần Tuấn Hòa. Thưa quý vị, thí sinh Trần Tuấn Hòa đã đạt giải 3 của cuộc thi sẽ nhận được 40 triệu đồng tiền mặt và một phiếu sử dụng dịch vụ sản phẩm trị giá 20 triệu đồng tại Khơ Thị Beauty and Spa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Xin được chúc mừng Trần Tuấn Hòa và cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu bây giờ là hai thí sinh đoạt giải thưởng cao nhất của đêm hôm nay, giải nhì và giải nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2011. Xin kính mời hai giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam và nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy cùng lên công bố các thí sinh đạt giải nhì và giải nhất. Kính thưa quý vị, trên tay chúng tôi đang cầm những phong bì được dán kính với giải nhì và chị Thanh Lam là giải nhất. Và chúng tôi vô cùng xúc động khi được đồng hành cùng các bạn ấy trong suốt những đêm thi vừa qua và bây giờ là công bố giải thưởng. Vâng, thí sinh đạt giải nhì năm nay đã nhận được số điểm 19,70 từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 19,85 từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 19,80 từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam và 19,80 từ nhạc sĩ Việt Anh, điểm trung bình 19,79. Thí sinh đoạt giải nhất đã nhận được 19,90 từ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 19,90 từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, 19,90 từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam và 19,90 từ nhạc sĩ Việt Anh với điểm trung bình là 19,90. Kính thưa quý vị, thí sinh đoạt giải nhì là Cất Vô. Hồi hộp quá. Ai đây ạ? À? Ai quý vị? Là dự đoán là ai sẽ đạt giải nhì ạ? À? Ai là giải nhì ạ? À? Các quý vị hồi hộp ạ. À? Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Chúng tôi đang rất mong chờ ạ. Rất hồi hộp ạ. Angelina Jun đã đoạt giải nhì của cuộc thi tiếng hát trình 2012. Xin mời chị Thanh Lam ạ. Và xin giải nhất trọng kính mời ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lên trao giải nhì cho Angelina Jun. Lưu Hiền Trinh. Như vậy là Lưu Hiền Trinh đã đoạt giải nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Vâng, xin được chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, thí sinh Angelina Jun đoạt giải nhì của cuộc thi sẽ nhận được 60 triệu đồng tiền mặt và một phiếu sử dụng dịch vụ sản phẩm trị giá 30 triệu đồng tại Khơ Thị Beauty and Spa. Thí sinh Lưu Hiền Trinh sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền mặt và một phiếu sử dụng dịch vụ sản phẩm spa tại Khơ Thị Beauty and Spa với trị giá 50 triệu đồng. Xin cảm ơn ông Võ Trọng Nam và ông Dương Thanh Tùng. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng cơ quan thường trực phía Nam và ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi lên trao giải nhất cho thí sinh Lưu Hiền Trinh. Thưa quý vị, chúng tôi xin được một lần nữa nhắc lại, thí sinh Lưu Hiền Trinh đã đoạt giải nhất của cuộc thi sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền mặt và một phiếu sử dụng dịch vụ sản phẩm trị giá 50 triệu đồng tại Khơ Thị Beauty and Spa. Quý vị thân mến, còn chần chờ gì nữa mà không dành tặng một tràng vỗ tay cho giải nhất của chúng ta đi ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đào Văn Lương và ông Nguyễn Quý Hòa rất nhiều. Lưu Hiền Trinh đang rất là hạnh phúc
Thanh Ngọc thấy là Lưu Hiền Trinh đã rơm rớm nước mắt rồi. Không biết ngay bây giờ đây thì Lưu Hiền Trinh có muốn nói gì với tất cả những người đã yêu thương mình, ủng hộ mình trong suốt thời gian em dự thi không? Và cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Lần đầu tiên cho em xin được gửi tới lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho chương trình cũng như cho tất cả các thí sinh. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho các thí sinh được tham gia một cuộc thi rất là vô cùng là ý nghĩa trong con đường sự nghiệp ca hát của mỗi bạn. Và một lời cảm ơn đặc biệt cho em xin được gửi tới gia đình của em, những người thân đã luôn sát cánh và ủng hộ em hết mình trên con đường nghệ thuật ạ. Xin cảm ơn ạ. Một lần nữa chúc mừng Lưu Hiền Trinh, và chị Thanh Ngọc hy vọng là Lưu Hiền Trinh cũng như tất cả những thí sinh của cuộc thi với những giải thưởng năm nay sẽ là một nền tảng rất là vững chắc để các em có thể phát triển trên con đường sự nghiệp của mình và đến gần với khán giả hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, với những giải thưởng cao nhất đã được xác định, chương trình cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong cuộc thi hát năm sau, và rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào mùa giải năm.